tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture -cha Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đối với bản tin của chiều ngày 7 tháng 6 năm 2022. Sau đây chúng tôi xin tóm lược một số bản tin chính trong bản tin chiều nay. Thủ tướng Justin Trudeau im lặng trước động thái của Tổng thống Biden nhằm loại bỏ các quốc gia không cùng chí hướng khỏi hội nghị thượng đỉnh. Thiếu niên Ontario bị buộc tội vì đưa ra lời đe dọa xả súng tại sự kiện Freeda Pride. Các trường hợp về bệnh cúm ở Canada đang có dấu hiệu gia tăng khi mà các hạn chế về Covid-19 được nới lỏng. Nữ diễn viên Canada 19 tuổi, Iman Vanali sẽ là siêu anh hùng hồi giáo đầu tiên của Marvel. Khách du lịch xếp hàng dài để chờ đợi tại sân bay Madrid Ngân hàng thế giới cắt giảm dự báo về tăng trưởng toàn cầu xuống còn 2,9% và cảnh báo nguy cơ lạm phát đình trệ Độ tuổi tối thiểu của bộ môn trợt băng nghệ thuật tăng lên 17 trước thay vận hội 2026 FDA Hoa Kỳ phê duyệt loại thuốc điều trị béo phì giúp người sử dụng giảm được 15% trọng lượng của họ một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã trở lại với kênh culture channel để theo dõi bản tin canada và thế giới do ban biên tập của tạp chí culture magazine thực hiện và gửi đến quý vị qua giọng đọc của tuấn liêm để ủng hộ cho chương trình này xin quý vị tiếp tục bấm like comment và chia sẻ trên mạng xã hội để giúp phổ biến chương trình này đến nhiều người hơn xin cảm ơn quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết Thủ tướng Canada Justin Trudeau im lặng trước động thái của Tổng thống Biden nhằm loại các quốc gia không cùng chí hướng khỏi hội nghị thượng đỉnh. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã không cho biết liệu ông có ủng hộ quyết định của Tổng thống Joe Biden khi mà loại bỏ Venezuela, Nicaragua và Cuba ra khỏi hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ vào tuần này hay không. Thủ tướng Trudeau thừa nhận rằng một số quốc gia ở Tây Bán Cầu không cùng chí hướng với các quốc gia khác. Tuy nhiên ông nói rằng tất cả đều có chung một số vấn đề cấp bách, chẳng hạn như áp lực di cư, biến đổi khí hậu và phục hồi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19. Cả ba nước trên dự kiến sẽ có mặt trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài một tuần khi Thủ tướng Trudeau khởi hành đến Los Angeles vào cuối ngày thứ ba. Trên đường đi, ông và Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand sẽ dừng lại ở Colorado Springs, thuộc tiểu bang Colorado để họp với các chỉ huy và quan chức từ NORAD là một hệ thống phòng thủ lục địa do chỉ huy chung và đang có các dự kiến để nâng cấp hệ thống này. Đi cùng với Thủ tướng Trudeau còn có Bộ trưởng Bộ Môi trường Stephen Kubel và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Menali Jolie. Người dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Mexico Marcelo Abbott. một thiếu niên Ontario bị buộc tội vì đã đưa ra lời đe dọa xả súng tại sự kiện Florida Pride. Một thanh thiếu niên 17 tuổi từ Ontario đã bị buộc tội vì đưa ra lời đe dọa trực tuyến đối với một sự kiện của cộng đồng LGBTQ ở West Palm Beach, Florida. Sở cảnh sát Miami đã nhận được một báo cáo vào ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 6 về một người trên nền tảng trò chuyện video Omegle. Người này đã đe dọa thực hiện một vụ xả súng tại sự kiện Pride on the Block 2022 ở West Palm Beach. Cảnh sát cho hay nghi phạm đã được nhìn thấy là vẫy súng trong video và đưa ra các bình luận chống lại cộng đồng LGBT và cậu ấy nói rằng cậu đang sống tại Palm Beach County và sẽ thực hiện một vụ xả súng vào ngày hôm đó. Sở cảnh sát Miami đã thông báo cho sở cảnh sát West Palm Beach và một cuộc điều tra tội phạm được khởi động. Cảnh sát cho biết trong một thông báo với báo chí rằng họ đã phối hợp với FBI, Sở Cảnh sát New York, Sở Cảnh sát thành phố Toronto và Sở Cảnh sát khu vực Peel để xác định vị trí của nghi phạm. Và người thiếu niên này đã bị bắt ở Canada vào đầu giờ thứ hai vào ngày 6 tháng 6 và đoạn video gốc cũng như khẩu súng trong video cũng được tìm thấy và đã bị thu hồi tại thời điểm bắt giữ. Các nhà chức trách Canada cũng đã buộc tội nghi phạm khi đưa ra lời đe dọa thực hiện một vụ xả súng hàng loạt và các cáo buộc tương tự đang được xử lý ở Florida. các ca bệnh cúm tại Canada đã tăng vào mùa xuân khi mà các hạn chế COVID-19 được nới lỏng. Các chuyên gia cho biết, việc nới lỏng các hạn chế về sức khỏe cộng đồng đã dẫn tới sự gia tăng của các ca nhiễm của một loại virus khác. Kể từ đầu tháng 4, Canada đã xuất hiện sự gia tăng mạnh về số lượng các trường hợp mắc bệnh cúm, một điều hiếm thấy vào mùa xuân. Theo báo cáo gần đây nhất về Flu -Watch của Cơ quan Y tế Công cộng Canada, gọi tắt là PHAC, đã có 1.580 trường hợp mắc bệnh cúm được xác nhận trong phòng thí nghiệm từ ngày 22 tháng 5 cho tới ngày 28 tháng 5. Con số này giảm so với mức cao nhất là 2.121 ca mắc cúm trong một tuần từ ngày 8 cho tới ngày 14 tháng 5. Nhưng mà PHEC đã cảnh báo rằng số trường hợp mắc bệnh cúm vẫn còn ở trên ngưỡng dịch. Vào năm ngoái, khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 5 cho tới ngày 19 tháng 6, chỉ có một trường hợp cúm được phòng thí nghiệm xác nhận trước đại dịch, khoảng thời gian 5 tuần vào tháng 5 và tháng 6 của năm 2019, chỉ có 864 ca được xác nhận trong phòng thí nghiệm, trung bình là có 172,8 trường hợp mỗi tuần. Bác sĩ phòng cấp cứu có trụ sở tại thành phố Toronto là tiến sĩ Lisa Salamon cho biết cô ấy cũng nhận thấy số bệnh nhân mắc phải bệnh cúm đang gia tăng và đặc biệt là trẻ em Cô chia sẻ, tôi đang thấy rất nhiều ca bệnh cúm ở trẻ em và rất nhiều trẻ đã phải tới cấp cứu với nhiều bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên, sốt và kéo dài vài ngày. Nữ diễn viên Canada 19 tuổi Iman Venali sẽ là siêu anh hùng kho giáo đầu tiên của Marvel nữ diễn viên Iman Vanali sẽ luôn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của loạt phim Avengers và truyện tranh. Vì vậy, việc chuyển từ Markham, Ontario tới vũ trụ điện ảnh Marvel để đóng vai siêu anh hùng hồi giáo đầu tiên của hãng là một thành tựu mà cô ấy gần như là không thể diễn tả được. Tôi đang cảm thấy rất nhiều loại cảm xúc. Cô nói và cố gắng diễn tả thanh lời tại buổi ra mắt thảm đỏ ở thành phố Toronto có mặt ở Toronto và ăn mừng điều này với tất cả bạn bè và gia đình của tôi là một điều hết sức kỳ lạ, nhưng tôi rất vui. Cô Valani, 19 tuổi, sẽ đóng vai Kamala Khan trong loạt phim Miss Marvel sắp tới, ra mắt vào ngày 8 tháng 6 trên Disney+. Plus. Các thành phố của Canada quá đắt đỏ đối với các cư dân trẻ. Hầu hết những nơi mà anh Cunningham đi qua đều quá đắt đỏ hoặc là chúng có vấn đề kể từ khi chuyển đến Vancouver anh Cunningham đã sống trong hai tầng hầm basement một nơi thì không có cửa sổ hoặc là tủ quần áo và một tầng hầm khác thì không có nhà bếp hoặc là phòng giặt ủi một căn hộ khác thì lại có nhện hiện nay đang tìm kiếm một nơi ở mới anh Cunningham phải làm hai việc sáu ngày một tuần dù vậy, anh vẫn cảm thấy khó tiết kiệm được tiền, đặc biệt là với khoản nợ sinh viên luôn canh cánh bên người. Trên khắp Canada, các thành phố lớn cũng như các thành phố nhỏ đã trở nên quá đắt đỏ cho những người trẻ tuổi sinh sống theo chỉ số khả năng chi trả thực sự của các thành phố gần đây. Những người trẻ tuổi ở Canada từ 15 cho tới 29 tuổi đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch và là nhóm có nhiều khả năng làm việc trong ngành dịch vụ nhất và họ mất trung bình là 750 đô la một tháng khi sống ở các thành phố. Đây là mức trung bình mà các cư dân trẻ đang phải chi khi sống ở các thành phố của Canada mỗi tháng. Ở các thành phố như là Halifax, Nova Scotia, những người trẻ tuổi có mức thâm hụt trung bình là 1.290 đô la một tháng. Tại thành phố Toronto thì mức thâm hụt trung bình là 1.121 đô la một tháng. Trong khi đó thì ở thành phố Quebec, mức thâm hụt trung bình thấp hơn nhiều là chỉ có 314,50 đô la một tháng. năm con đường tồi tệ nhất tại thành phố Toronto. Hiệp hội xe hơi Canada gọi tắt là CAA đã công bố danh sách hàng năm về những con đường tồi tệ nhất ở Ontario, bao gồm những khu vực đem lại nhiều nỗi khổ nhất cho người dân ở Toronto. Cơ sở hạ tầng cũ kỹ đổ nát và công trình xây dựng ở khắp mọi nơi đã tạo nên những trải nghiệm khó chịu cho người lái xe, người đi xe đạp, người đi phương tiện công cộng và cả người đi bộ. Những nhóm dân cư tại đây thường có xung đột, nhưng có một điều mà tất cả họ dường như đều đồng ý. Đại lộ Atlantan là một nơi đem lại nỗi khổ cho tất cả mọi người. Những người bình chọn đã cân nhắc các yếu tố như là ổ ga, tắc nghẽn, biển báo kém chất lượng và các lo ngại về an toàn khác để tìm ra những con đường xấu nhất trong tỉnh. Một bản tổng hợp mà CAA đã công bố từ năm 2003 để khuyến khích những thay đổi sửa chữa và bảo dưỡng trên những con phố chất lượng kém này. Toronto có mặt trong danh sách 10 con đường tồi tệ nhất của tỉnh do CAA đưa ra và 4 con đường của thành phố cũng được coi là tệ nhất tỉnh. Thứ nhất là Barton Street East tại Hamilton. Thứ hai là Eglinton Avenue West tại thành phố Toronto. Thứ ba là Baker Street, Prince Edward County. Thứ tư là County Road 49, Prince Edward County. Đứng hàng thứ năm là Calling Avenue tại Ottawa. Đứng hàng thứ sáu, Eglinton Avenue East, thành phố Toronto. Con đường này cũng được bầu chọn là con đường xấu nhất trong năm 2019 tại Ontario Đứng thứ 7 là lakeshore Boulevard East tại thành phố Toronto Hạng thứ 8 là Finch Avenue West thành phố Toronto Hạng thứ 9 là Bronson Avenue tại Ottawa Và đứng hạng thứ 10 là Queen Street tại Kingston Ngoài ra thì còn có một bảng xếp hạng dựa theo khu vực Và không có gì ngạc nhiên khi mà thành phố Toronto có vài con đường nằm trên top của danh sách này và một lần nữa, Eglinton đã khiến cho người ta khiếp sợ tới nỗi mà khu vực này không chỉ giành được vị trí đầu tiên mà còn giành được cả vị trí thứ hai. Thứ nhất là Eglinton Avenue West, thứ hai là Eglinton Avenue East, thứ ba là Lakeshore Boulevard East, thứ tư là Finch Avenue West và Bathurst Street. Sắp tới, con đường Eglinton có thể ra khỏi danh sách này vì vào năm 2013, việc xây dựng Crosstown LRT được dự đoán là sẽ hoàn thành và con đường này sẽ được sửa sang trở lại. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tối nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Quý vị đừng quên bấm like và comment để xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn. Trên kênh Culture Channel, ngoài các bản tin được cập nhật hai lần mỗi ngày, trên kênh còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Tuần Liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.